rời quê hương Hà Tĩnh vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp đầu những năm 1990, cựu chiến binh Hoàng Xuân Vinh phải đi làm thuê kiếm sống. Chắc chiêu tích lũy vốn liếng, đồng thời nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, ông Vinh từng bước đầu tư vào chăn nuôi heo. Tiếp sức cho ông Vinh lúc này là chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế của tỉnh, ông Nguyễn Đức Lạc đã cho ông Vinh mượn 50 triệu đồng không lấy lãi. Khi kinh tế gia đình dần ổn định, ông Vinh lại nối tiếp tinh thần tự giúp nhau giữa các cựu chiến binh và cả những người dân xung quanh, con giống, kỹ thuật, chăn nuôi heo. Điều mà tôi thường mơ ước là làm sao mình làm được sinh sống thì mình cũng giúp được hội viên mình vượt khó và có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chính vì vậy mà cho nên là trong cái công việc chăn nuôi thì tôi là lúc nào cũng lăn lộn, rồi coi như là để mà tăng đàn, rồi để mới tạo ra được con giống, rồi giúp được cho hội viên càng nhiều càng tốt. Thì với gia đình Nguyễn Vinh nói chung là một trong những tấm gương sáng, hy sinh rất nhiều cho câu lạc bộ. Đó, tức là cung cấp cái lượng heo giống để cho hội viên nghèo nuôi. Đến giờ phút này chúng ta tổng hợp lại thì sơ bộ nói chung là trên 200 heo nái đã được cấp cho các hội viên nuôi. Đó, mà trên 60 hộ gia đình, có những hộ gia đình là tới 2-3 lượt, nhận 2-3 lượt. Đó, và nhìn chung các hộ được chăn nuôi ấy, thì nhận heo chăn nuôi ấy, thì nhìn chung là đều phát triển tốt. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ có 47 hội viên. Thì đến nay, trên 63% cựu chiến binh có cơ ngơi khang trang với mức thu nhập từ vài trăm triệu đồng lên đến hàng tỷ đồng một năm. Gia nhập câu lạc bộ, các hội viên đều phát huy tính tự lực tự cường, vươn lên trong gian khó. Và khi cuộc sống ổn định, họ đều chủ động tích cực giúp đỡ đồng đội, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn cùng thoát nghèo, làm giàu. Lao động không ngơi nghỉ, cựu chiến binh Trương Đức Bình ở thôn Tân Nghĩa A, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ hiện có 2 trại nuôi chim cút thịt, cút đẻ trứng và có cả lò ấp trứng cút. Mỗi ngày, ông Bình xuất bán hơn 9.000 trứng cút các loại. Kết hợp với việc bán cút thịt, cút giống và nhận bao tiêu sản phẩm cho hơn chục hộ chăn nuôi khác, bình quân mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, ông Bình thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng. Khó khăn vất vả cho nên là gia đình coi là cố gắng coi như là học cách chăn nuôi. Thế nên đến bây giờ thì nói chung là 12 năm nay thì nói chung là về kinh tế gia đình thì nói chung là nó cũng ổn định. Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Xuân Quề, Lưu Thị Hoạt ở thôn Bầu Phượng, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ nay bước qua tuổi 70 và có 3 người con đã thành đạt. Vậy mà ngày ngày, ông bà vẫn miệt mài với mảnh vườn, ao cá, trại heo. Từ vườn ao chuồng do ông bà tự tay chăm sóc, thu nhập mỗi tháng của ông bà trên 15 triệu đồng. Hai vợ chồng là quyết tâm, khi đã ra đi thì cũng như thực hiện khẩu hiệu của Bác Hồ, có sức mình sỏi đá sẽ thành cơm. Bây giờ là chưa có cái phong trào làm rau ở đây, thế nhưng mà sẵn sàng đào cái ao để trồng rau mùa khô. Thì sau 5 năm đã thành đạt, đã làm được cửa nhà, nuôi được các con ăn học, hiện nay là thành đạt. Nói chung hai ông bà cũng có đồng ra đồng vào. Không chỉ luôn kiên định, không lùi bước trước khó khăn và luôn làm việc không ngơi nghỉ, những hội viên thuộc các câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn là những người nhạy bén với thời cuộc, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức làm ăn mới để đạt được hiệu quả kinh tế cao là minh chứng cho điều này. Vì vậy mà cựu chiến binh Nguyễn Văn Thẩm ở ấp Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm với mô hình nuôi gà ta thả vườn, dù tuổi đã trên 70. Có những cái thành công như này là không phải là không nhờ đến sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, cho các cái lớp khuyến nông của tỉnh đó dạy nuôi gà, nuôi heo. Cho đến bây giờ nó nhàn như này là phải nhờ vào khoa học. Sau 15 năm thành lập, câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh, nay là Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã quy tụ 59 hội viên. Năm hội cấp huyện cũng thu hút trên 800 hội viên tham gia. Tổng doanh thu của Hội Doanh nhân cựu chiến binh các cấp 15 năm qua đạt trên 16.900 tỷ đồng.
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có chủ là cựu chiến binh đã nộp trên 1.000 tỷ đồng tiền thuế, giải quyết việc làm cho 1.000 lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em của các cựu chiến binh, cựu quân nhân. Hội doanh nhân cựu chiến binh cũng đã trao tặng và vận động các mạnh thường quân, trao tặng 82 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng giá trị gần 3,3 tỷ đồng cho gia đình cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Trao tặng hơn 12.000 suất quà với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cho rằng cái mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh chung nhau làm kinh tế đã có nhiều việc thành công, và thành công nhất của chúng tôi là không chỉ có làm kinh tế mà xây dựng cái nghĩa, cái tình, tình đồng chí đồng đội, tình quân dân, để rồi mọi người ai cũng chung tay vào để xây dựng cuộc sống của gia đình mình ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Đó là nguyện vọng của những người lính chúng tôi trở về với đời thường để xứng danh là bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Từng vào sinh ra tử trong đấu tranh giành hòa bình độc lập dân tộc, trở về đời thường trong thời bình, những cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, quyết đoán của người lính Cụ Hồ, nỗ lực tạo dựng cuộc sống cho bản thân, gia đình và tiếp tục cống hiến cho tiến trình xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.